Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Vĩnh Long tối nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2016. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Vĩnh Long phấn đấu vận động ít nhất 3.500 người đăng ký hiến máu trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Hồng. Phóng sự nhiều cách làm hiệu quả trong thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2015. Tin trong nước, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức trao danh hiệu cho 479 nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương quản lý chặt biên chế cán bộ công chức viên chức. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm góp phần cùng ngành y tế khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị người bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long đề ra kế hoạch phấn đấu vận động có ít nhất 3.500 người đăng ký hiến máu trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Hồng năm 2016. Trong đó vận động và tiếp nhận 2.600 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện, quy động tối thiểu 50 người hiến máu dự bị và người có nhóm máu RH trừ sẵn sàng hiến máu nhằm góp phần bảo đảm lượng máu dự trữ cần thiết trong những ngày Tết Nguyên đán. Ngoài ra, tỉnh cũng quy động ít nhất 160 tình nguyện viên đóng góp ít nhất 320 ngày công vận động hiến máu, đồng thời cấp phát ít nhất 5.600 tờ rơi tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cho ít nhất 12.000 lượt người về mục đích ý nghĩa của việc tham gia hiến máu tình nguyện. Riêng cấp huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng vận động đạt tối thiểu 20% chỉ tiêu số lượng máu từ người hiến máu tình nguyện theo chỉ tiêu của cả năm 2016. Theo kế hoạch, từ ngày 8 đến ngày 29 tháng 1, Ban vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh sẽ tổ chức 7 đợt tiếp nhận máu tại Công an tỉnh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và 4 huyện Tam Bình, Trà Ôn, Mang Thít, Bình Tân với 1.550 đơn vị máu. Tối qua, Hội sinh viên tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam, đồng thời tuyên dương sinh viên năm tốt cấp tỉnh năm học 2014-2015. Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam và tổng kết những phong trào của Hội sinh viên tỉnh Vĩnh Long trong năm qua. Thông qua các hoạt động này, Hội sinh viên đã và đang góp phần giáo dục, bồi dưỡng để hình thành lớp học sinh sinh viên mới vừa hồng vừa chuyên, có kiến thức vững vàng, có khả năng tiếp cận trí tuệ của thời đại, có hoài bão lớn, lối sống đẹp và có trách nhiệm với cộng đồng. Cùng với sinh viên cả nước, những năm qua, phong trào sinh viên năm tốt được sinh viên tỉnh nhà tích cực hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực. Dịp này, Hội sinh viên tỉnh Vĩnh Long đã trao giải thưởng sau tháng Giêng năm 2015 do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trao tặng cho em Nguyễn Minh Thức, sinh viên Trường Đại học Xây dựng miền Tây. Ngoài ra, Hội sinh viên tỉnh cũng trao giấy chứng nhận và tuyên dương 98 sinh viên năm tốt cấp tỉnh năm học 2014-2015. Trong số này có 20 sinh viên năm tốt tiêu biểu được khen thưởng. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên, sáng nay, huyện đoàn Trà Ôn phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức giải bóng chuyền học sinh năm học 2015-2016. Tham gia giải có 10 đội bóng chuyền nam nữ đến từ 5 trường trung học phổ thông trên địa bàn. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để chọn đội có thành tích tốt nhất trao giải. Đây là sân chơi lành mạnh bổ ích để các bạn đoàn viên thanh niên học sinh trên địa bàn huyện có dịp giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, đồng thời rèn luyện, nâng cao sức khỏe, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong trường học ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, năm 2015, tỉnh Vĩnh Long đề ra kế hoạch vận động các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp thực hiện các chương trình an sinh xã hội với giá trị phúc lợi đạt 150 tỷ đồng. Năm qua, nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã tích cực vận động, góp phần cùng với tỉnh thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Gia đình nghèo lại có 5 người con, không đất canh tác. Những năm trước đây, ông Võ Thông Thạo ở ấp Phước Trinh, xã Long Phước luôn phải đối mặt với chuyện cơm áo gạo tiền. Căn nhà ở trống trước dột sau. Thông qua chương trình chuyến xe nhân ái của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, ông được hỗ trợ 35 triệu đồng xây lại ngôi nhà chắc chắn. Ông cũng đã được hỗ trợ thêm 2 con bò giống từ chương trình khởi đầu cơ nghiệp của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Nhờ đó mà gia đình có cuộc sống ổn định. Trước khi đây nhà cửa thì nó siêu sập nên mình hoàn không đủ ăn nên mình không lo nhà cửa được. Nhờ ý sen ái tư lập nghiệp giúp đỡ cho mình một căn nhà, cho mình cặp bò, mình nuôi những con sóc, nó vui mừng lắm. Mấy đứa con cũng rất là vui mừng, nó giờ nó cũng cố gắng mình làm cho mình khá lên. Bên cạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền,
năm 2015, thông qua các chương trình truyền hình nhân đạo, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long đã thực hiện công tác từ thiện nhân đạo với giá trị phúc lợi hơn 63 tỷ đồng, giúp các đối tượng hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cũng đã có nhiều hình thức trợ giúp cho hộ nghèo như sửa chữa, xây dựng nhà ở, xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, tặng học bổng, hỗ trợ điều trị bệnh, vốn và cây con giống. Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo đã vận động hơn 65,3 tỷ đồng, giúp hơn 460.500 lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài trợ giúp mổ tim, mổ mắt, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, phương tiện sinh hoạt, vốn sản xuất, năm 2015, các cấp hội còn vận động xây gần 520 công trình vệ sinh với số tiền hơn 2 tỷ đồng, góp phần nâng chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật. Mục tiêu chung của hội đó là huy động mọi nguồn lực trong xã hội để giúp đỡ cho cái đối tượng của hội quản lý. Thì như vậy trong năm 2015, hội đó là tích cực vận động các cái tổ chức, cá nhân, những cái mạnh thường quân có cái tấm lòng hảo tâm để chăm lo người mà có cái hoàn cảnh khó khăn, mà đặc biệt là người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo. Năm 2016, hội đó là chỉ đạo hội cơ sở tập trung hai cái nhiệm vụ lớn, đó là góp phần cùng với đảng và nhà nước thực hiện cái chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng cái những cái xã nông thôn mới mà theo chỉ tiêu nghị quyết của tỉnh đảng bộ đã đề ra. Tính chung trong năm 2015, tỉnh Vĩnh Long đã huy động hơn 155 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Qua đó đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 2,43%. Chương trình an sinh xã hội phải nói rằng đây là một trong những cái hiệu quả xã hội rất là tốt. Mà tỉnh luôn là tập trung chỉ đạo, từ đó mà huy động được nhiều cái nguồn lực để chăm lo cho nó, là đặc biệt là đối với cái hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thì qua năm 2015 đó thì cái kết quả đạt được đó thì phải nói rằng vượt trội so với năm 2014. Theo kế hoạch đó thì 150 tỷ thì chúng ta đã đạt được trên 155 tỷ. Đây nó cũng là một trong những cái chương trình góp phần cho cái phát triển kinh tế xã hội cũng như giảm được cái tỷ lệ hộ nghèo. Năm 2016, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu giảm thêm 1% tỷ lệ hộ nghèo. Trong đó, hộ nghèo khu vực nông thôn có thu nhập bình quân là 700.000 đồng một người một tháng và thành thị là 900.000 đồng một người một tháng. Để thực hiện tốt chỉ tiêu phấn đấu, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay góp sức của cộng đồng. Qua đó, giúp các đối tượng hộ nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đã đề ra. Năm 2016, tỉnh Vĩnh Long sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để huy động 13.500 tỷ đồng cho đầu tư phát triển toàn xã hội tại địa phương. Chỉ tiêu này được Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra trong Nghị quyết Phát triển Kinh tế Xã hội An ninh Quốc phòng năm 2016. Để đạt được kế hoạch đề ra, trong năm nay, tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục cải thiện, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư vào tỉnh, trong đó tập trung thu hút các dự án đầu tư nước ngoài, khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đăng ký, đồng thời quy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn mới, ưu tiên bố trí các nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế, dạy nghề, giao thông, các công trình phúc lợi công cộng. Năm qua tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã đạt 11.700 tỷ đồng, tăng 8,32% so với năm 2014. Theo ngành chuyên môn, điều kiện thời tiết như hiện nay rất dễ làm phát sinh dịch bệnh trên các đàn vật nuôi. Trong đó, bà con nông dân cần quan tâm bệnh lở mồm long móng trên các đàn gia súc. Theo thống kê, hiện cả nước có 24 ổ dịch lở mồm long móng xảy ra ở 10 huyện trên địa bàn 6 tỉnh. Đáng chú ý là khu vực đồng bằng sông Cửu Long có 3 ổ dịch vừa xảy ra tại các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng và Trà Vinh. Tại Vĩnh Long hiện tại không có dịch bệnh. Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, với điều kiện thời tiết như hiện nay, nếu bà con không chăm sóc tốt các đàn gia súc thì nguy cơ dịch bệnh lở mồm long móng bùng phát là rất cao. Biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là người nuôi cần tiêm ngừa và tái tiêm ngừa vaccine phòng trị bệnh lở mồm long móng đúng theo quy định. Bên cạnh đó, cần chăm sóc tốt các đàn vật nuôi, thường xuyên thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và các khu vực xung quanh.
Năm ngoái, tỉnh Vĩnh Long xảy ra một ổ dịch lở mồm long móng tại xã Phú Lộc, huyện Tâm Bình với tổng số 10 con bò bị mắc bệnh và đã bị tiêu hủy. Trong khi đó, theo thông tin mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long, diện tích bệnh đạo ôn trên lúa Đông Xuân cũng đang có chiều hướng tăng. Toàn tỉnh đã có hơn 1.000 hecta bị nhiễm bệnh này, tăng gần 380 hecta so với tuần trước. Trong đó, diện tích bệnh đạo ôn lá là hơn 530 hecta, tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 đến 10%. Trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đồng, trổ ở các huyện Bình Tân, Long Hồ, Tam Bình và thị xã Bình Minh. Số diện tích còn lại là bệnh đạo ôn cổ bông, tập trung ở các huyện Trà Ôn và Vũng Liêm. Hiện tại, do đa số các trà lúa trên địa bàn tỉnh đã giáp tán, trong khi thời tiết những ngày qua, ban ngày nắng nóng, đêm lạnh và có sương mù, nên sẽ tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn tiếp tục phát triển và gây hại. Ngành chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân cần thăm đồng thường xuyên, sớm phát hiện bệnh và có biện pháp phòng trị hiệu quả dịch hại này. Sáng nay ngày 10 tháng 1 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chức lễ trao danh hiệu cho 479 nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú lần thứ 8. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước đã đến dự. Trong đợt phong tặng lần thứ 8 này đã có 102 nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và 377 nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, gồm các nghệ sĩ của 7 dân tộc anh em gồm Kinh, Thái, Ê Đê, Tài, Nùng, Khmer, Cơ Tu. Nghệ sĩ cao tuổi nhất 89 tuổi thuộc lĩnh vực âm nhạc, nghệ sĩ ít tuổi nhất 30 tuổi thuộc lĩnh vực múa. Chúc mừng các nghệ sĩ nhận danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đánh giá cao đóng góp của đội ngũ những người có tài năng nghệ thuật, tâm huyết, được đồng nghiệp quý mến, tin yêu. Chủ tịch cho rằng các nghệ sĩ cũng chính là những chiến sĩ tài năng trên mặt trận văn hóa tư tưởng, đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, chấn hưng và làm vinh quang nền văn hóa cách mạng. Chủ tịch nước mong muốn các nghệ sĩ được nhận danh hiệu lần này sẽ phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, nêu gương sáng cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ, tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa cho nghệ thuật nước nhà. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, trong đó yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các bên liên quan điều hành chính sách tiền tệ, sử dụng công cụ tỷ giá hợp lý. Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sử dụng đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ và các công cụ biện pháp khác để hỗ trợ ổn định thị trường ngoại tệ, điều hành tỷ giá hợp lý phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính tiền tệ trong và ngoài nước, điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tăng trưởng dư nợ tín dụng phù hợp gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, trong đó chú trọng kiểm soát chặt chẽ các khoản cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Tiếp tục thực hiện quản lý thị trường vàng theo quy định tại Nghị định số 24, tăng cường việc kiểm soát ngoại tệ và vàng trong lãnh thổ. Tiếp tục cải thiện quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Theo dõi sát diễn biến thị trường tài chính tiền tệ quốc tế để chủ động có các giải pháp phù hợp nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế đến thị trường ngoại hối tiền tệ trong nước. Chính phủ vừa có chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương quản lý chặt chẽ biên chế cán bộ công chức viên chức, không tăng biên chế cán bộ công chức viên chức trong năm 2016, kể cả trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới. Riêng đối với lĩnh vực giáo dục thì có thể bổ sung biên chế phù hợp, nhưng phải quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật về quản lý biên chế. Theo đó, Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tập trung rà soát, sửa đổi và bãi bỏ các quy định về tổ chức bộ máy và biên chế trong các văn bản pháp luật hiện hành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước. Đơn giản quá tổ chức bộ máy hành chính, không thành lập các tổ chức trung gian, chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương ban hành các cơ chế chính sách về tự chủ trong các ngành lĩnh vực để triển khai thực hiện Nghị định số 16 về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở đó, tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy giảm biên chế, tăng chất lượng cung cấp dịch vụ công, bảo đảm hiệu quả các hoạt động sự nghiệp công. Thực hiện cơ chế thị trường, nghiên cứu và tiếp tục thực hiện tách dịch vụ công ra khỏi quản lý nhà nước, đẩy mạnh việc chuyển từ phương thức hỗ trợ trực tiếp của nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công sang cơ chế đặt hàng. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là phần tin thế giới với những nội dung chính sau đây. Mỹ triển khai máy bay ném bom B-52 đến Hàn Quốc, một động thái được xem là nhằm đáp trả vụ Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.
lễ hội tắm nước lạnh, cầu những điều may mắn và thành công trong năm mới ở Nhật Bản. Bầu không khí trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục tăng nhiệt. Sáng nay, Mỹ đã triển khai một máy bay ném bom B-52 có khả năng mang theo tên lửa hạt nhân đến Hàn Quốc. Đây được xem là hành động nhằm thể hiện sức mạnh quân sự, đáp trả vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố thử bom nhiệt hạch hôm 6 tháng 1 vừa qua. Chiếc máy bay nói trên đã cất cánh từ căn cứ không quân của Mỹ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương, rồi bay một vòng trên bầu trời căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc trước khi trở về đảo Guam. Ngoài ra, máy bay ném bom B-52 này còn được hộ tống bởi hai chiến đấu cơ F-15 của Seoul và F-16 của Washington. Sứ mệnh của máy bay B-52 là củng cố cam kết của Mỹ về việc đảm bảo an ninh cho các đồng minh, cũng như thể hiện năng lực có sẵn của khối đồng minh để bảo vệ Hàn Quốc. Washington và Seoul hợp tác chặt chẽ với nhau và luôn sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào. Trước đó, cũng vào sáng nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định vụ thử bom nhiệt hạch của nước này là một hành động tự vệ trước mối hiểm họa từ chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra do chủ nghĩa đế quốc dẫn đầu là Mỹ phát động. Đây là tuyên bố đầu tiên của ông Kim Jong-un về vụ thử bom nhiệt hạch mà Bình Nhưỡng khẳng định đã thực hiện thành công. Cùng với việc Mỹ điều máy bay ném bom B-52 đến Hàn Quốc, chiều nay Nhật Bản cũng đã tổ chức một cuộc diễn tập quân sự trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, cuộc diễn tập quân sự được tổ chức ở tỉnh Chiba, phía nam thủ đô Tokyo. Theo đó, 300 lính dù tinh nhuệ thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã diễn tập nhảy dù từ độ cao 300m so với mặt đất trên 21 máy bay chiến đấu, trong đó có máy bay trực thăng Apache. Tham gia cuộc diễn tập còn có hàng chục xe tăng và xe thiết giáp. Phát biểu trong buổi diễn tập quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết việc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư hôm 6 tháng 1 là hành động không thể chấp nhận. Ông Nakatani cũng nhấn mạnh rằng lực lượng phòng vệ Nhật Bản được giao nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống của người dân, bầu trời và vùng biển của nước này sẽ sẵn sàng hành động khi được lệnh. Đêm qua giờ Việt Nam, cảnh sát thành phố Cologne nước Đức đã buộc phải dùng hơi cay và dò rồng để giải tán các đối tượng quá khích tham gia cuộc biểu tình phản đối vụ gần 400 phụ nữ ở thành phố này bị cướp bóc hay bị quấy rối tình dục trong đêm 31 tháng 12 vừa qua. Vụ việc đã gây rúng động dư luận tại Đức khi nhiều đối tượng tình nghi gây ra các vụ việc trên là người tị nạn đến từ Bắc Phi. Cuộc biểu tình do phong trào chống Hồi giáo hóa phương Tây có tên gọi Pegida phát động đã biến thành bạo lực khi các đối tượng quá khích ném chai bia và pháo về phía cảnh sát. Những người biểu tình chỉ trích chính sách mở cửa đối với người tị nạn của Thủ tướng Angela Merkel đã góp phần dẫn đến các vụ quấy rối phụ nữ trong đêm 31 tháng 12. Trong một cuộc họp báo vào đêm qua, bà Merkel đã tuyên bố ủng hộ việc siết chặt luật nhập cư. Theo đó, bất kỳ người tị nạn nào phạm pháp và bị tuyên án tù dù là tù treo cũng sẽ bị trục xuất khỏi Đức. Hiện, những người tị nạn chỉ bị trục xuất nếu họ bị phạt tù ít nhất 3 năm. Đến hôm qua, đã có 379 phụ nữ thông báo bị tấn công trong đêm giao thừa ở Cologne, trong đó có 40% là các trường hợp bị quấy rối tình dục. Tiếp sau đây là một số tin nhắn đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Quốc hội Ai Cập khóa mới chiều nay đã họp phiên đầu tiên, hơn 3 năm sau khi tòa án hiến pháp nước này giải tán quốc hội cũ do các nghị sĩ Hồi giáo chiếm đa số với lý do quốc hội di hiến. Trong phiên họp, các tân nghị sĩ được cử tri bầu cách đây khoảng 2 tháng sẽ chọn ra chủ tịch quốc hội. Trong các ngày tới, dự kiến họ sẽ chính thức thông qua nhiều đạo luật được ban hành bằng sắc lệnh hành chính trong hơn 3 năm Ai Cập không có quốc hội. Giới chức Myanmar hôm nay cho biết, vụ hỏa hoạn tại khu chợ bán sỉ Min Galaxy ở thành phố Yangon của nước này vào hôm qua đã thiêu rụi hơn 1.600 gian hàng, gây thiệt hại hơn 2,7 triệu đô la Mỹ. Đám cháy bùng phát từ rạng sáng, phủ kín cả 3 tầng của khu chợ. Ngọn lửa được dập tắt sau hơn 4 tiếng đồng hồ. Một trận bão tuyết vừa quét qua khu tự trị Duyên Ngô Nhĩ Tân Cương, miền Tây Bắc Trung Quốc, khiến giao thông tại nhiều khu vực bị ngưng trệ. Có nơi tuyết rơi liên tục hơn 40 giờ đồng hồ. Nhà chức trách địa phương đã triển khai máy xúc tuyết cùng nhiều nhân viên cứu hộ đến dọn dẹp các tuyến đường trọng yếu. Hôm nay, hàng trăm người Nhật Bản đã tham gia một hoạt động văn hóa độc đáo được tổ chức vào những ngày đầu năm có tên gọi lễ hội Kanda Myoji. Đây là một nghi thức tắm gội bằng nước lạnh để thanh tẩy cơ thể nhằm cầu những điều may mắn và thành công trong năm mới. Lễ hội được tổ chức tại một ngôi đền ở trung tâm thủ đô Tokyo. Những người tham gia gồm đàn ông và phụ nữ mặc quần áo trắng, họ cầu nguyện và chạy một vòng quanh ngôi đền để làm nóng cơ thể trước khi bước vào hồ và dùng gáo xối nước lạnh liên tục lên cơ thể. Bước vào hồ nước lạnh giá không phải là chuyện dễ dàng. Thực sự tôi đã hơi sợ khi làm việc này.
Đây là một lễ hội rất tuyệt. Nước lạnh đến mức có lúc chúng tôi muốn rời khỏi hồ. Song chúng tôi đã tuân thủ quy định và hoàn tất nghi lễ. Theo người dân địa phương, việc tắm bằng nước lạnh vào đầu năm mới sẽ giúp tẩy rửa sạch sẽ cơ thể và linh hồn để đón nhận những điều may mắn và thành công. Đây cũng là cách để giúp mọi người rèn luyện thể lực và tính kiên nhẫn. Chương trình thời sự của Đài truyền hình Vĩnh Long tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.